Ok, bên mình xin em quay lại với chuyên mục giới thiệu các sản phẩm. Thì một sản phẩm hôm nay mình giới thiệu đó là dòng kéo đa lăng đến từ thương hiệu Capucci. Thì model này model thiết kế mới nhất bây giờ, model 2021. Tạm gọi là dòng kéo đa lăng đi. Vì với kéo này anh em sử dụng được rất nhiều các chức năng. Thì model 2021 này nó khác gì với model trước. Thì đây, hiện tại mình đang có hai con. Một con model đời trước đây mà bên mình bán rất là nhiều, cũng đến thương hiệu Capucci. Cả hai con này thì đều chế tạo hoàn toàn bằng thép SK5 đấy, với công nghệ Nhật Bản. Thương hiệu Capucci này thì là thương hiệu của Nhật Bản nhưng bây giờ được sang Nhật bản quyền cho Trung Quốc đấy, và hiện tại vẫn chế tạo theo công nghệ của Nhật Bản anh em nhé. Thì đây là cái model đời trước và model đời mới 2021 bây giờ. Thì nếu em mình so sánh về kích thước thì model đời 2021 dài hơn một chút, nó dài hơn khoảng tầm 1 cm anh em nhé. Đây em nhìn thực tế dài 1 cm. Và cái bản dao thì cũng không chênh nhau nhiều lắm, chỉ khác nhau về kích thước chiều dài thôi, còn độ rộng của dao thì cũng hoàn toàn gọi là 1:9:10, không khác nhiều sự khác biệt. Đấy. Về chất liệu thì cả hai đều chế tạo lưỡi bằng thép SK5, cần là dòng thép chuyên sản xuất cho các dòng dao kéo anh em nhé. Đấy, cán thì được ốp bằng gang, đây là gang. Đấy, dòng đời trước thì màu nó có màu nhũ, màu đục, còn đời sau thì cũng là nhũ nhưng là màu trong hơn một chút. Hai hãng thiết kế khác để anh em nhìn từ xa có thể nhận biết được model. Thì model 2021 thì đã tích hợp thêm những gì? Đầu tiên là về tích hợp thêm một hệ thống mở bia. Thứ hai là hệ thống đánh vảy cá. Đấy. Thứ ba là hệ thống kẹp. Anh em để kẹp rất nhiều thứ, kẹp càng cua, kẹp ghẹ đấy, kẹp các size to, size nhỏ. Đấy, anh em kẹp. Đấy. Và cái chỗ tay cầm nó rộng hơn một chút. Đấy, anh em cầm rất là rộng rãi, thoải mái. Đấy. Vì cái tay cầm nó sẽ phải cân đối với cái lưỡi để nó hợp thức khóa, nó tận dụng toàn bộ được cái lực tay của mình em nhé. Đấy. Còn về độ dày và chất thép thì cũng hoàn toàn giống nhau thôi. Đấy, trên đây có dập khắc chìm thương hiệu Capucci ở đây anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, rất dày và chắc chắn. Trọng lượng thì nó cũng khoảng tầm 2 lạng. Chờ mình sẽ cân thử xem nó là bao nhiêu. Kích thước trọng lượng chuẩn nó chính xác tầm 2 lạng anh em nhé. Đấy, về độ dày mình sẽ đo cái độ dày của cái thân kéo cho anh em, rất là dày. Độ dày của nó là tầm 4 ly anh em nhé, 4 ly, rất là dày luôn. Đấy, phần mũi dao thì mỏng dần đi. Phần mũi dao thì tầm 2 ly, phần sống dao này thì là tầm 4 ly anh em nhé, 4 ly. Đấy, đây là model 21. Hiện tại mình đo model trước cho anh em, model 20 đời trước cũng là tầm 4 ly anh em nhé. Đấy, phần lưỡi dao, mũi dao thì cũng tầm 2 ly. Tức là về độ dày thì hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác ở model đời mới này thì đã cải tiến nên để anh em sử dụng được rất nhiều chức năng trong bếp. Đây là một sản phẩm cực kỳ là tiện lợi để anh em trang bị cho anh chị em dùng trong bếp nhé. Cái dòng kéo này bên mình bán rất là nhiều ấy, và được rất nhiều anh em phản hồi là được rất là thích độ bền. Thì hiện tại mình trước đời trước mình dùng một con dao như thế này để mình cắt, thì như là mình làm đồ bãi thì mình cắt cái gì cũng cắt, tiện gì cắt đấy thôi. Thế nhưng mà tầm 3-4 năm nay thì vẫn cứ bền bỉ, chỉ bị phai màu theo thời gian thôi, chứ còn vẫn cứ bền bỉ theo công việc của mình, vẫn an toàn, chỉ cần mài qua là xong luôn. Ok, và giá thì vẫn không thay đổi, 120.000 một em dao Capucci chế tạo theo công nghệ Nhật Bản này anh em nhé. Dao đa lăng để cắt này, mở bia này, đấy, đánh vảy cá này, và kẹp là càng cua hay là kẹp ghẹ đều được, tức là 1, 2, 3, 4 chức năng anh em nhé. Đấy, kéo 4 chức năng này với giá 120.000, hàng mới tinh full box 100% anh em. Anh em cần sản phẩm này liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Các bạn kết hợp với các cái sản phẩm khác để tận dụng một chi phí ship tùy theo lơi, có dao động từ 30 đến 35k.
thì anh kết hợp cùng với các cái sản phẩm khác của bên mình. Anh em kết bạn Zalo và theo dõi các sản phẩm, hoặc các bạn có thể kết nối trực tiếp vào cái nhóm Zalo của bên em, nhấn vào để ở phần link mô tả, các bạn đăng nhập vào cái nhóm Zalo đấy để cập nhật thường xuyên, nhận được những cái video hay những cái sản phẩm mới nhất mà bên mình sẽ gửi đến anh em, hoặc các bạn đăng ký kênh YouTube của bên mình. Ok, xin chào mọi người ở những video sau. 120.000 chưa bao gồm ship anh em nhé.